thường là những người ta bắt đầu ui con cuốc, người ta bắt đầu người ta làm ấy thì người ta không hỏi như các bạn đâu. Con Tuân đây này. Đấy. Ôi, kinh quá nhỉ. Các hàng này là nó là hàng dự trữ đấy. Chứ còn các bạn, nếu mà các bạn có cái chăn trở đủ lớn này, chăn trở đủ lớn này thì các bạn đã bắt tay với các bạn làm dựa trên những cái gì tôi chia sẻ hàng ngày này. Ngọt phết nhỉ. Dựa trên những gì mà tôi chia sẻ hàng ngày, các bạn dựa vào đó, các bạn thấy cái xem cái gì phù hợp. Tôi bảo là tôi không dám giới thiệu cho mọi người là lên trồng cái nọ, lên trồng cái kia. Tại vì khi tôi nói như thế, cả nước người ta lao vào thì lại ăn cứt luôn. Các bạn hình dung chưa? Mà dựa trên cái việc tôi chia sẻ hàng ngày, các bạn thấy cái gì phù hợp thì các bạn làm. Toàn những loại sung quái vật đây này, nó cứ trồng xong nó uốn éo lung tung đây này. Mà các bạn hỏi ví dụ mua một vài cây là còn không bán cơ. Tôi thì tôi đè nó ra thì cũng thuyết phục được thôi, nhưng mà nhọc. Đây cho các bạn xem. Tức là các bạn thường là hỏi rất nhiều, nhưng để các bạn mà để bắt tay vào làm thì bây giờ có mà bố đẻ em bé bảo các bạn làm đi, đéo. Chỉ có bây giờ lên mạng hỏi là nhanh thôi. Nhưng mà để mà hỏi xong rồi tôi lại mất thời gian tôi trả lời. Đây có mất cái gì đâu, mình cứ hỏi. Như kiểu là mình cũng chăn trở về tương lai lắm, nhưng mà làm khó lắm. Làm mệt mệt. Hỏi đã xong rồi xem nó ý kiến nó trả lời ra sao. Xong rồi việc làm hay không thì từ từ. Nhưng mà một năm tôi phải gặp tầm 100 trường hợp như vậy. Cứ hỏi là trồng cái gì nuôi con gì mới bí quyết. Để nắm người theo dõi, xong rồi nắm người xem, xong rồi bán được hàng. Nhưng tôi bảo hai vợ chồng nhà trên nông nghiệp, tao mà bây giờ mà ấy là tao không thích đi bán cây, tao cứ ở nhà tao đọc sách, mới là tao nghe về đạo đức rồi thế nọ thế kia. Trước khi kết hôn cũng vậy, mẹ mình cũng đọc về cách giáo dục con, rồi xong rồi đọc là cách để cho biến con thành thần đồng mấy các thứ này. Nhưng mà sau đấy mình biết rồi thì là mình mới lấy vợ mấy chồng. Chứ các bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng, chưa đọc nhiều. Còn đôi khi là cái việc mà các bạn chăn trở đủ lớn thì nó sẽ thúc ép các bạn làm. Làm xong các bạn trải nghiệm. Xong rồi cứ sai đâu chúng ta sửa đấy, sai đâu sửa đấy. Xong rồi rút kinh nghiệm. Chứ còn những người mà hay hỏi nhá, nói thật ra là cũng tốt. Còn hơn là những ông không hỏi gì. Cái thứ hai là người ta còn chửi lại mình cơ. Nó hỏi là cũng tốt, nhưng mà tôi vẫn bảo là cái chăn trở của các bạn chưa đủ lớn. Chứ chăn trở đủ lớn nha, tôi chỉ cần quay cái sung này phát là các bạn ấy đã trồng sung và các bạn uốn éo rồi. Tức là chăn trở đủ lớn này. Còn ngoài ra thì cái vấn đề mà các bạn làm ra sản phẩm xong rồi cách các bạn bán hàng ra sao, nó còn là một mả các vấn đề nữa đấy. Còn riêng các cái bọn này này, bọn này tôi cứ đặt tạm gọi là bọn quái vật. Nó như bọn Tuân nó đặt thì đây là hàng gốc. Còn thế thiếc thì thực ra là làm đồng loạt như này thì thế gì? Thế nộn gầm à? Chả có thế mẹ gì. Nhưng mà đại ý là đây này. Kéo bé nó có phun không? Bẻ lung tung. Mà mua 1-2 cây là tôi còn phải thuyết phục nó đấy. Cậu ơi cậu lẻ tớ đi. Còn bên này kia vẻ là nó còn khủ khoắm hơn. Nhưng hàng bên này hàng to à? Cái bọn này thì được cái là nó mất cái phần thế này, nó nhàn hơn. Còn cái loại này nó bảo là nhặt 50 cây là triệu mấy đấy. Ba. Đấy là giá cho tôi đấy. Đấy, dây đồng, dây thép này. Khi các bạn chăn trở đủ lớn thì sẽ ít lên mạng tranh cãi đúng sai. Các bạn làm. Làm xong rồi đến cái cứ vấp lại cái vấn đề là mình làm ra nhưng lại không có đầu ra. Thì mình lại làm như thế nào? Còn đầy anh em chúng nó. Còn nhiều ông ấy bảo là, ông ấy có thằng bạn nó trèo cột điện này này. Ông bảo là đừng trèo cột điện nữa, cứ quay cây mà bán. Ông Tuân ông vẫn bán cây ở mầm ấy. Thế tôi bảo là ừ cứ thử đi. Cứ tạm thời 1 tháng trời không neo cột điện nữa. Bảo mấy bạn như thế, là tạm thời 1 tháng không neo cột điện nữa, cứ thử quay cây và bán cây đi, xem có bán được không. Xong rồi lại tiếp tục leo cột điện tiếp.
Tại vì không phải là các bạn cứ quay cây đo quy cách, các bạn báo giá xong là các bạn bán được đâu. Ở đây cũng nhiều người như tôi, nhưng mà người ta theo kiểu cái thủy ấy, đo gốc xong rồi đo thoát thân xong rồi thế nọ thế kia báo giá. Nếu mà các bạn không lo được cái giá rẻ nhất thì các bạn rất là khó. Mà từ cái ngưỡng gọi là các bạn biết được cây như thế nào và nhận được cái giá rẻ, nó còn nhiều thứ ở đằng sau lắm. Tôi mới bảo kể cả mộc hương cũng vậy. Các bạn đến cái làng ấy thì cứ từ 200 đến 250, nó tùy theo cái thân nó như thế nào nữa. Cũng là mộc 2 năm nhưng mà thân nó như thế nào. Xung này cũng vậy. Đấy, nó cái độ thân thiết của anh em. Cái thứ hai là bạn lấy được số lượng như thế nào. Đấy, xong rồi để các bạn có cái giá rẻ nhất. Chứ đôi khi không phải là khi đã là idol rồi thì các bạn thích bán bao nhiêu thì bán. Nó dần dần nó mất tính chính danh. Và cái thứ hai nữa thì nói thật ra là từ trong cuộc sống này, từ trong cái lời ăn tiếng nói này, là mình cũng ấy. Đây, cái loại nó rất là khủ khoằm. Đấy là cách làm. Còn hầu như là tôi chia sẻ với các ông thì thường là tôi không nặng nề cái việc bán hàng. Ông ơi, về chúng nó xem video, chúng nó hỏi giá mấy các thứ mình không trả lời, là chúng nó lại bảo tổ sư về quay không báo giá thì quay làm đéo gì. Mấy thế nọ thế kia. Nhiều người hỏi cách làm xong rồi làm thế nào để nắm người theo dõi mấy các thứ linh tinh ấy. Còn đôi khi đấy, cái loại khủ khoằm này thì tôi cứ ước lượng nó rơi ở tầm 5-7 năm nhưng mà chắc không đến. Chủ yếu là sung này nó nhanh lớn, chỉ có mỗi cái tay tiếc các thứ này này, nó sẽ mất đấy hơn. Những cái loại này không bị ảnh hưởng bởi Covid mấy đâu nhá. Giá nó không bị giảm nhiều. Đấy, còn những cái hàng hoa mấy hàng các thứ ấy thì nó hay bị ấy. Trông vậy thôi nhưng mà các dòng này của nó cũng tiền triệu đấy. 5 năm thôi nhưng mà đấy, cứ tính ra nào 200 nghìn một cây. Tôi nghĩ là chỉ 5 năm thôi. Còn sung này nó nhanh lớn lắm. Còn nếu mà các bạn mà lười nữa thì còn các cái dòng này thì có thể là nó lên mạng nó chém gió là 10 năm ấy cả. Tao trồng từ thời ông nội tao đi bộ đội. Nhưng mà cái tính ấy, cái người nông dân mình ấy cứ 2 năm là đã sốt rình xịch. Nhưng thằng này nói chung là nó cũng có nền tảng, nó có cửa hàng. Đéo biết sang kiểu gì cơ. Cửa hàng xong rồi nó ấy ấy. Tôi mà bán rẻ nhá, hoặc là tôi mà ép nó đéo bán tôi đâu. Hủy cái bạn Zalo luôn. Đừng có ép tao. Đéo biết thế gì. Rôn rốt. Đây, sung khế rồi các thể loại. Định hôm nay quay cho mọi người cái khế Tết nữa nhưng mà đây, trồng ăn vạ đây. Những thằng này nó trồng như này xong rồi đánh nó nở có mẹ nó bờ của người ta. Khôn không? Đấy, khế này. Đéo ra cái hình thù gì nhá. Trông thế này. Cái loại này lên chậu thì lên chậu mà bán Tết đi. Cũng được. Những cái loại này lên chậu bán Tết, nhưng cái bọn gốc như này là thêm cái chậu nữa là cũng phải bán được 2,5 triệu. 2,5 triệu, nhưng nếu các bạn hỏi cái loại này khéo nó sẽ phẹt các bạn 3 triệu. Đấy, ở đất đắt hơn ở chậu. Thế là thế. Tại vì nó đéo thiết bán, nó không thiết bán. Nhưng các bạn cứ hỏi đè nó ra là xong rồi các bạn cứ chụp ảnh màn hình bảo cây này bao nhiêu tiền là nó lại đè ra nó bán 3 triệu hay 4 triệu. Trong khi cây này lên chậu thì cũng chỉ tầm 2,5 triệu, 3 triệu thôi. Khổ. Cái kiểu là cái kiểu của các bạn xem live với các bạn ở trên mạng ấy. Là theo cái kiểu là bố mày có tiền. Tao phải là chúa tể sơn lâm với cả tao sẽ phải là thượng đế. Mẹ cây ở trên chậu thì có 2,5 triệu đéo mua nhá. Cứ thấy mình quay như này xong rồi cứ như kiểu người có tiền ấy, hỏi giá. Cứ như đúng rồi ấy. Báo giá thì mình ngại, mình không muốn báo ấy. Tại vì cây này lên chậu chẳng hạn có 2,5 triệu, 3 triệu cả chậu. Cả làm đẹp tay tán các kiểu. Các ông tự nhiên chụp ảnh màn hình cây này bao nhiêu tiền? 5 triệu. Cao hơn cả cây mà cho lên chậu. Đây còn sai này. Còn cái sản phẩm này là ép ra quả Tết này. Có cá lên đây vặt. Lên đây vặt. Nó có cả sản phẩm chua các kiểu mà. Nhưng mà anh nói chung là không nặng nề. Nơi này nó xài lắm đây này. Này này, gãy mẹ cả cây. Lên đây là thao hồ vặt em ơi. Này. Nhưng thường là các bạn hay chăn trở theo kiểu trồng cây gì nuôi con gì mấy cả cách làm mấy các thứ. Nhưng mà hầu như là cũng không ai khủng điên như mình. Lại còn cây đéo gì đột biến đây này. Sai lắm. Các cái dòng như này nên chậu thì tầm 2,5 triệu, 3 triệu. Nhưng mà các bạn tự nhiên chụp ảnh màn hình ấy cái này
Con Tuân nó bảo 5 triệu 3 triệu với 5 triệu đắt hơn cả hàng chậu. Thằng này nó cứ thế đấy. Còn đây ăn ăn vạ ở cái bờ ngoài người ta thì mai sau đánh nó lở hết cả bờ. Còn quại không? Đây. Nó có nặng nặng nề đâu. Chả bao giờ nó lên mạng nó hỏi chồng cái gì nuôi con gì. Tự khi nó chăn trở đủ lớn, tự nó phải biết cách làm, tự nó phải nghĩ ra làm cái gì. Nhưng mà được cái là nó lại đặt trên cái gọi là cái vùng hoa cây cảnh này này. Cho nên là khi sản xuất ra sản phẩm gì, nếu nó cần giải quyết mặt bằng nó bán nhanh, nó bán rẻ đi thì là sẽ xong. Nhưng mà chỉ sợ các ông vùng sâu vùng xa xong không có thị trường ấy. Các ông có bán rẻ người ta không mua. Các bạn hình dung chưa? Cho nên quan trọng nhất là các bạn phải làm, nếu mà các bạn không có cái mặt bằng tốt thì các bạn phải đặt nó ở trong cái, hoặc là các bạn phải làm được thương hiệu để các bạn ở vùng xa xa vùng sâu người ta vẫn lao vào. Nhiều bạn là bằng cách là nói phét và lên báo như An Ninh Thủ Đô, An Ninh Thế Giới ấy. Thế là không nói bảo lên báo Dân Trí các thứ ấy, thanh niên bỏ việc ngân hàng xong rồi làm khế bonsai bán Tết này. Nhưng bọn Tuân này nó sẽ không tiếp báo chí đâu. Báo chí nó bảo mẹ tổ sư tao công to việc lớn, tao định tiếp bọn báo chí. Toàn báo nói phép, báo hại. Này, sai chưa? Quá sai luôn. Còn khi các bạn chăn trở đủ lớn, các bạn sẽ tự các bạn thôi thúc các bạn làm. Làm ra cái sản phẩm này xong. Xong rồi đến khi mà bán nó không được ấy một cái là các bạn lại phải chăn trở cái vấn đề là làm thương mại như thế nào. Đấy. Thì còn tôi thì tôi không giấu các ông như nào, nhưng thường là các ông hỏi tôi không đánh giá cao đâu mà. Hỏi nhiều nhưng không bắt tay vào làm. Xong rồi nhiều khi các bạn bắt tay vào làm, thấy mình bán được mà các bạn không bán được, lại quay ra lại tổ sư thằng nói phép, tao đế đầy. Thật. Nhưng mà các bạn cũng không chịu làm, cũng không chịu vận động. Là tại sao mà mình bán được mà các bạn không bán được? Các bạn quay ra nói là tôi nói phép, trong khi mọi thứ nó diễn ra hàng ngày. Tôi chả nói phép các ông làm gì. Ôi thằng này nó làm đéo gì nhỉ? Nó buộc cái đéo gì ấy? À cái vết này nè. À thằng này này. Cách làm của thằng này là kiểu cây nó đang thẳng ấy, thế nó cưa phát nó gập. Xong bây giờ nó che, bây giờ tôi lại phải che giả ló. Tức là kiểu thằng này cái cành này nó đang ngóc lên phía trên ấy. Thế nó cũng học bọn Nhật Bản này, nó cưa xong nó gập xuống ấy. Xong nó quấn đây này. Nó là sản phẩm của đối tượng. Các ông cứ lên mạng bảo nó ngáo, ngáo cứt nó ấy. Nó ít khi nó lên tranh cãi lắm. Lên mạng nó vẫn viết tiếng Việt không giấu bình thường. Nhưng mà cơ ngơi của nó là cũng không đùa được đâu. Ui, cá hay sao nhỉ? Ít lên mạng tranh cãi lắm. Và đôi khi là bạn ấy cứ trồng khế với trồng sung thôi. Chả tranh chấp với ai. Đấy, cách làm thì đấy như thế đây. Cứ xem video này tự mà đúc thúc bản thân. Là quay đây này, quay khế đây. Nhiều ông đấy như thế là tư duy cũng tốt rồi đây. Mà đừng trèo cột điện nữa. Ông Tuân ông ý quay cây ông cũng bán được. Các ông đi quay cây bán cây đi. Xong rồi đến khi mà các ông bán cây không được là các ông lại đặt câu hỏi là tại sao ông Tuân nó bán được. Nhiều khi thằng Tư nó quý tôi lắm ấy. Anh em gọi là cũng không đâu vào đâu. Nó bảo tôi nói phép. Tao còn đế đầy này. Hôm nào nên lên live stream của tao cái. Mà tôi nói thật ra là tôi chia sẻ thật. Tôi không giấu giếm gì mọi người. Đây như con ối rồi ôi này này. Nên cái sản phẩm này lên chậu thì các bạn còn phải cắt giật cắt giếc. Xong rồi làm tán làm tiếc lung tung. Quả sai chít chì chìu. Đây nó nâu ủ đấy. Các ông mà hứng lên mà mua ở đây là nó đắt. Mẹ đắt hơn hàng chậu. Nhưng mà cũng không biết được đâu. Mình nói là nó tí nữa này. Nó lại nói là mà bảo mẹ tao bán rẻ, mày lại cứ bảo tao bán đắt. Đây. Hoa này, hoa khế này. Các bạn nha, lập thành thói quen đi. Tôi không bảo là cái gì nó yêu Việt. Tại vì tôi tôn trọng hầu như tất cả anh em. Anh em đang làm mẫu đơn, anh em đang làm mộc hương, anh em đang làm khế, anh em thế nọ thế kia. Người ta không thể làm tất cả các sản phẩm được. Tôi không bảo là cái sản phẩm nó yêu Việt. Mà có yêu Việt đi chăng nữa, nó chỉ yêu Việt ở thời điểm nào đấy thôi. Ví dụ mộc hương nó được 2, 3 năm, 3, 4 năm. Đấy, sau đó nó không còn sốt nữa thì giá nó cũng rẻ, rẻ hơn. Nhưng mà các bạn cũng, tôi bảo rồi. Các bạn có một cái diện tích đủ lớn thì các bạn nên làm đa dạng. Để kiểu như kiểu bọn nó bảo không bỏ trứng vào cùng một giỏ ấy. Còn sau đấy các bạn có kinh nghiệm rồi, có thị trường rồi,
các bạn có thể tập trung vào cùng một cái được. Ví dụ như các bạn lúc ấy có đã có thương hiệu về khế rồi, các bạn chỉ làm khế thôi, cũng các bạn cũng có đầu ra. Nhưng mà đến khi các bạn mới làm ấy, mà các bạn chỉ tập trung làm khế thôi thì nó rất là khó. Nhưng mà các bạn làm tất cả các loại đa dạng, có khế, có mẫu đơn, có rồi thế nọ thế kia, sau đấy là các bạn thấy được là ở địa phương bạn khế đang bán chạy, thì lúc ấy các bạn có thể dẹp các loại khác mà mang lại cái hiệu quả kinh tế nó không bằng cao bằng cái khế thế này này, để các bạn dồn toàn lực. Nhưng bây giờ các bạn đang rất là ngơ ngơ ngàng ngàng thì các bạn phải trồng đa dạng, mỗi loại một tí. Sau đấy các bạn biết là các bạn có mối quan hệ, sau khoảng 2-3 năm làm trong ngành cây cảnh này này, trong giới này, các bạn có thị trường rồi, các bạn biết được tự liệu là thế mạnh của mình là gì. Chứ bây giờ các bạn bảo là tôi đi trồng cây thì thế mạnh của tôi không phải là trồng cây, mà chi phí cơ hội của việc tôi trồng cây nó không hiệu quả bằng cái việc tôi nói như thế này. Đấy, và tôi bán được hàng như này, hiệu quả nó vẫn là cái quan trọng. Còn nhiều ông ấy bảo thì tôi bảo thật là các cái loại này có thể trong tư duy của tôi chẳng hạn, hoặc thiền sư chẳng hạn, hoặc thằng điên thì nó cũng chả có giá trị mẹ gì. Nhưng mà còn với người nông dân ấy, nó chỉ có giá trị, nó chỉ đẹp khi nó mang lại lợi nhuận thôi, mang lại tiền, tại vì cơm ăn áo mặc hàng ngày, con cái đi học. Chứ còn trồng một cái cây này xong rồi 3-4 năm sau xong rồi phải chặt đi thì nó không đẹp nữa. Kể cả mộc hương bây giờ là vẫn là rất là đẹp, mộc hương rất đẹp, rất thơm, tại vì nó bán vẫn bán được giá, vẫn mang lại tiền cho con cái đi học. Đấy, còn nếu mà đi sâu vào thì thực ra là cái hàng gốc này này nó ít bị ảnh hưởng của đại dịch. Thì bọn anh em bảo là đây là hàng gốc, hàng thế, hàng bệ. Còn cái việc mà sản xuất đại trà như này thì nó khó lắm. Nếu mà các bạn mà chuyên sâu về cái dòng bonsai thì lại bảo là mẹ toàn cây hàng chợ. Nhưng các bạn nhìn đấy, này sai khế. Còn lên chậu, từ cái cây này lên chậu thì nó là cả một vấn đề đấy. Còn đôi khi nếu mà sống trong cuộc sống này ấy, sống trong cuộc sống này để tìm cái gì nó thiết thực thì nó rất là khó. Tôi bảo thiết thực với bà con nông dân của chúng tôi, chỉ có nói thật ra là một xào mang lại bao nhiêu tiền một năm thì nó thiết thực. Chứ còn bây giờ cái nàng hoa cây cảnh này mà bảo bọn tôi trồng bưởi để bán để cho cái người bán rong ngoài kia bán 5.000 một quả bưởi ấy, thì cái nơi sản xuất này chỉ có 500 đồng thì nó lại là không thiết thực. Chứ các bạn đang sản xuất ổi, các bạn đang sản xuất bưởi thế loại thế kia, thì tôi bảo các bạn trồng cây cảnh này các bạn cũng không nghe. Các bạn này bảo là gà công nghiệp hoặc là trứng gà mấy cả bưởi mấy ổi nó mới là thiết thực. Còn cái dòng bỏ mẹ này, nhưng mà cái dòng này tôi quay như này thì ít ông tranh cãi, tại vì cái loại này nó có quả. Mẹ quay một gương được không? Mà mẹ cái bọn này lại tổ sư thằng bán giống mấy cả lại lừa bà con rồi với thế nọ thế kia. Các bạn hình dung chưa? Nhưng còn đôi khi là cái loại này nó ra hoa ra quả thật, nhưng mà lãi một cây một năm nó không bằng mộc hương. Thì với bà con nông dân chúng tôi hoặc là với anh em này, ui ủi con này sai thế nhỉ, thì là cái gì nó chỉ đẹp khi nó mang lại lợi nhuận thôi. Đấy, chứ bọn tôi không yêu cây đến cái mức ý, không yêu mộc hương đến mức ý để giữ quan điểm là mộc hương nó phải tồn tại. Còn nhiều ông thì cứ bảo là mộc hương nó đẹp hoặc thế nọ thế kia, nhưng tôi cứ mấu chốt này trong cái vấn đề sản xuất hoặc là thương mại, là cái gì nó mang lại tiền thì nó đẹp. Còn đến một thời điểm nào đấy mộc hương hay là mẫu đơn hay thế nọ thế kia mà nó phải chặt đi thì nó không còn đẹp nữa. Trong mắt bọn tôi là không còn đẹp nữa. Đấy, chứ nó không bị cố định theo từng năm, cố định suốt trong sự nghiệp. Đấy mẹ này, úi xưa ơi. Đúng không? Đấy các bạn tập trung các bạn làm đi thì sẽ thấy là cuộc sống nó tươi đẹp. Ủa, mẹ cái này sai nhỉ? Ngáo ngáo ngơ ngơ mà nó làm ra những cái sản phẩm mà rất đẹp. Cái thằng này rất là đẹp. Mẹ này như cái này không hiểu là nó dùng cách nào luôn. Thế này nó nói phép với mình, nó bảo bắt 6-7 vụ hoa, 6-7 vụ quả một năm đấy. Thích bắt đâu nào bắt đâu ý. Ủa, vô tổ. Thế này kiểu này thôi, lại đi quay khế chậu để bán Tết thôi. Đi quay khế đi. Cái hàng này nó đang nuôi nhốt này. Nó đang nuôi nhốt như này. Mà mình phải làm thế nào để mình có cái thương hiệu về khế này. Xong rồi mẹ văn giang, xong rồi anh em 3-4 anh em sản xuất bao nhiêu mình bán được hết. Đây để thử xem quả này. Chó. Chưa cắn rồi hôm nay lại cắn. Mẹ, người tốt thế này. Đây quả này nhá, thử ăn xem nó thế nào nhá. Ngọt. Thằng này là nó có cả khế chua cả khế ngọt. Đây con này cũng đẹp này.
Như cái loại này nếu mà các bạn mà không chăm chỉ thì là cái thế của các bạn là không đâu vào đâu. Chăm chỉ vặn xong rồi thế nọ thế kia cơ. Ở đây là các dòng cũng sản xuất đại trà ấy, cho nên nó khô á. Chứ người nông dân mình làm ra một cái chỉ có một vài cây, 2-3 cây mà 10 năm sau các bạn mới bán được. Các bạn có bán được 20-30 triệu cái cây 10 năm đéo đâu. Thà cứ sản xuất đại trà này, xong cứ 1-2 triệu, 3-4 triệu, cái 5-6-7 năm mà bán được như thế nào. Quan trọng là như thế này. Các bạn cứ đòi hỏi là phải đẹp, phải thế nọ thế kia thì ít lắm. Tại vì mới tất cả khoảng tầm 100 cây mới được nhặt ra 1-2 cây được cả thế, cả bệ, cả thế nọ thế kia. Chứ còn ở đây là sản xuất theo kiểu đại trà ấy, anh em rồi các thứ là sản xuất đại trà, cho nên cũng không thể có thời gian từng ngày từng tháng để uốn éo vặn vẹo theo ý được. Các bạn hình dung chưa? Nếu bây giờ mà người bà con nông dân mình mà làm ra một cái sản phẩm mà 10 năm lúc nào cũng chăm chăm vào nó và có tâm huyết với nó, xong rồi bán có được bán giá cao đéo đâu. Tại vì cái người mua người ta hay ấy ấy. Này. Ui giời. Ủa sao lại mẹ nó như kiểu là hôm nay nó biết mình nó dán 502 chặt thế nhỉ. Đéo dụng. Sai không? Hoa tôi nhìn hoa bọn này thích. Nó hôm nay nó biết mình ra đây sao nó dán 502 chặt thế nhỉ. Ôi, dụng mẹ nó hết. Sai lắm nhỉ, nhìn này. Ngu lắm, để cây như này tớ dùng cho dụng bớt đi để cho cây nó còn nớt. Mẹ để treo như này có phải là chả có tác dụng gì, có bán cái hàng đất này đâu mà mẹ để nó thế này. Ôi. Thế mà nó không ra đây nó hái nó đi chợ nhỉ. Đây. Ui ôi. Cái loại này mấy cân? Mẹ chỉ có đi phá hoại, bây giờ đặt tên là Tuân phá hoại nhá. Để thế này nó hại cây. Nó vẫn còn sai lắm không ạ? Mẹ. Nó sai thế. Đây này. Nghiêng nghiêng mặt hồ. Mẹ hôm nay tí nó mình đã giúp ích như thế này rồi. Nhưng nên là nó dễ là nó đấm mình ấy. Cây đéo phải treo lắm quả đi. Đéo mang đi chợ để bán đi. Ủa. Nhưng mà tôi phải nói thật với các bạn, nếu mà làm như này ấy, cây mà treo nhiều như này nó hại cây lắm đấy. Đéo chịu dụng. Mẹ nó đéo dụng luôn. Đây này. Bạn nhìn này. Báo giá nhưng thường là các bạn này lại báo giá lẻ. Báo giá lẻ thì nó mệt. Chụp ảnh chú biết. Các bạn cứ bảo là như này này. Các bạn lấy chục cây, 20 cây xem. Báo giá ngay. À. Đây. Sai. Bực hết mình. Sai quá. Nó như thế này là nó phải ấy đi. Hôm nào phải thuê thợ mà. Thuê kiểu các bà ấy ra vặt quả đi cho nó lớn. Để sai thế này hại hết cây. Cây này này sai quá đây này. Này nhìn nhá. Mẹ rơi đầu thì thôi. Kệ nó. Nhưng mà hàng này kiểu là cái hàng ủ mưu ấy. Đánh nó nở hết bờ. Còn đơn đây. Đơn dở hơi đây. Bà ơi. Vâng. Ơ bà biết cháu á. Mua. À. Thằng Tuân nó cùng tên với mình. Tuân nó cùng tên với mình. Tưởng là bà biết hóa ra là thằng Tuân. Không. Chả biết vợ nó hôm nay có xuống không. Xung đây. Cháu có để ý đâu, kệ nó chứ. Đây xung đây. Tuân nó cùng tên với mình. Đầu gấu phết đấy. Đây. Đấy đơn giản này. Quay có nhanh không? Đéo ra gì? Ăn nhạt thế. Đấy nó cứ trồng cái dòng sung siêu quả này. Xong nó vặn lung tung. Rồi xoáy lung tung. Cách làm sung này tôi có nói với mọi người rồi. Rất chi tiết tiết và triệt để rồi. Rồi máy sau nó xé bịch vải. Đây còn cái dòng này là đơn
Mỹ Hồng nó báo cho tôi là lấy 50 cây triệu 3 thì biết bán thế nào. Hay là nó khôn đấy, tức là nó báo giá như thế nào, là nếu mày bán được 1,5 triệu thì trả tao 1,3 triệu. Thế là hai thằng ngồi cười khanh khách với nhau. Còn nếu không thì cứ để đấy tao nuôi. Còn chả biết là thị trường nó như thế nào. Chả biết thị trường bây giờ thị trường nào. Tại vì thằng bạn tôi thì nó có cái cửa hàng ở trên trên Vũng Công. Nó có cái vườn ấy. Có vườn để tập trung bán được. Nói chung là mình bán cho nó cũng được, mà không bán thì thôi. Bố mày càng mừng. Kiểu suy nghĩ của nó thế này. Các bạn nếu mà không có cửa hàng thì các bạn phải làm thương mại hoặc là làm online nó cho nó đủ tốt. Chứ còn ở trên Văn Giang thì khi các bạn có cửa hàng ấy thì bán ra nó dễ. Rồi cắt hết ra. Đấy, một loạt sung này. Sung này gọi là nghiêng bờ hồ. Cây nào cũng na lá như nhau này. Thứ hai. Không hỏi giá nhưng thực ra là nó mệt. Là các bạn mua lẻ thì nó mệt. Sung đéo đẹp. Đây đi đi. Mỹ Hồng. Mỹ Hồng như này mà nó giao giá cho mình 50 cây mà 1,3 triệu thì chắc chắn mình bán lẻ cũng phải tầm được 2,5 triệu. Nhưng mà báo cho các bạn giá lẻ 2,5 triệu thì sợ là cao. Đấy. Mỹ Hồng. Còn nói chung là tôi báo như vậy thôi, chứ còn nếu các bạn mua cây này thì có thể phải 3 triệu, 4 triệu. Bạn mua ở trên mạng hay là mua ở địa phương các bạn đi. Con chả biết, đấy là tùy. Tùy các bạn. Gốc của nó thì tầm to phết đấy. Còn trên cái. Đấy, các bạn cứ bảo là đơn lấy đi. Giá ở đây thằng bạn nó báo tôi 1,3 triệu đây này. Lấy từ 50 cây. Ít không bán. Đấy. Mỹ Hồng. Đấy. Còn cũng có thể nó chưa muốn bán, nó báo mẹ giá cao lên. Thằng khôn lắm. Đi. Thôi đi về đây. Đéo à không ấy nữa. Ăn thế xong rồi quay khế, công nhận khế đẹp nhỉ. Khế đang bít hoa. Hoa với quả tùm lum. Đi nghịch của nó cứ rung cho rụng. Rung rồi rụng quả. Quay xe đi. Buồn cái gì? Làm sao mà chết hai cây hồng to này. Đấy, cứ hỏi là làm thế nào mới thế nọ kia nhưng chả bao giờ chịu làm. Cứ lên mạng. Ôi. Cứ mạng hỏi. Còn các ông ấy mua thì các ông cứ muốn làm mình báo giá lẻ. Giá lẻ cái loại này á. Chưa biết giá thị trường thế nào nhưng mà nó phải tầm 3-4 triệu. Quay để hướng dẫn các ông cái cây. Ở đây là ít cây sai rồi. Ôi bị nghẹn rồi, ăn sung nghẹn rồi.